ý tưởng kinh doanh dịch vụ cưới hỏi chắc chắn kiếm bộn tiền kinh doanh tiệc cưới cùng các dịch vụ liên quan đang trở thành một xu hướng kinh doanh hot được rất nhiều người lựa chọn khởi nghiệp các dịch vụ liên quan đến kinh doanh dịch vụ cưới hỏi bao gồm rất nhiều loại từ kinh doanh đồ lễ cưới hỏi kinh doanh phong bạc đám cưới đến kinh doanh trang trí tiệc cưới video dưới đây sẽ chia sẻ đến bạn những ý tưởng kinh doanh dịch vụ cưới hỏi giúp bạn kiếm bộn tiền trong mùa cưới mùa cưới vẫn luôn là mùa tâm điểm của nhiều dịch vụ đi kèm giúp mang lại cơ hội hái ra tiền cho nhiều người. Vậy nên lựa chọn kinh doanh dịch vụ cưới hỏi gì giúp kiếm được khoản lợi nhuận lớn? Một Nhận kinh doanh dịch vụ cưới hỏi trọn gói Đối với hình thức kinh doanh dịch vụ cưới hỏi trọn gói này, đòi hỏi bạn số vốn tương đối lớn, cũng như khả năng quản lý tốt công việc. Vì để nhận trọn gói từ ăn hỏi đến cưới, khối lượng công việc sẽ rất lớn, Tuy nhiên mức lợi nhuận mang lại sẽ rất cao. Bạn cần có mối quen biết rộng, nắm rõ mọi nhà cung cấp từ phong bạc, tráp cưới, nấu cổ, trang trí phòng cưới, bàn ghế để phục vụ một cách nhanh nhất. Công việc chính của bạn khi kinh doanh dịch vụ cưới hỏi trọn gói sẽ là quản lý và sắp xếp công việc sao cho hợp lý. Phối hợp nhịp nhàng giúp buổi lễ thành công. Với hình thức kinh doanh này bạn sẽ phải đầu tư ít nhất khoảng 70-100 triệu đồng để thiết kế website thuê nhân viên và mua một số đồ dùng cần thiết khác. 2. Kinh doanh dịch vụ cho thuê rạp cưới, phụ kiện đám cưới. Đám cưới là sự kiện quan trọng nhất trong đời của mỗi người, ai cũng muốn đám cưới của mình thật lung linh, ấn tượng. Bất kể đám cưới nào cũng không thể nào thiếu được rạp cưới, cổng hoa, cùng các phụ kiện khác như khăn trải bàn, thùng đựng tiền mừng, đồ trang trí phòng cưới. Chính vì vậy, Dịch vụ cho thuê rạp cưới và cung cấp các phụ kiện trang trí đang là một dịch vụ rất hot hiện nay. Với hình thức kinh doanh này, bạn phải bỏ ra số vốn tầm 100 triệu đồng để mua sắm phong bạc hay các dụng cụ trang trí, tuy nhiên, nó cũng sẽ nhanh chóng mang lại nguồn thu đáng kể cho bạn trong mùa cưới này. 3. Dịch vụ cho thuê trang phục cưới hỏi. Chắc hẳn cô dâu nào cũng muốn mình thật lộng lẫy, chú rể nào cũng muốn mình thật lịch lãm trong ngày hạnh phúc nhất đời mình đúng không nào? Chính vì vậy, dịch vụ cho thuê trang phục cưới hỏi có lẽ là ý tưởng không bao giờ lỗi lời dành cho những ai muốn kinh doanh trong mảng cưới hỏi này. Trang phục cưới hỏi vô cùng đa dạng, từ váy cô dâu trong lễ cưới. Váy cô dâu trong lễ hỏi, vét chú rể, đến áo dài cho phù dâu, áo cho phù rể. Tùy thuộc vào số vốn ban đầu của bạn là bao nhiêu để có thể đầu tư cửa hàng, khách hàng có thể tới tận nhà, nếu mới bạn có thể phục vụ đến tận nơi đảm bảo sẽ rất thu hút khách số lượng áo cưới đa dạng về chủng loại mẫu mã kích cỡ chất liệu giá bán sản phẩm cũng vô vàng nên rất dễ dẫn đến sai sót nếu chỉ quản lý bằng sổ sách nhân viên của bạn sẽ không thể biết hoặc nhớ hết được giá của từng sản phẩm kinh doanh cửa hàng áo cưới mà tính toán lãi lỗ thì cũng đến là đau đầu chính vì vậy kinh doanh cửa hàng áo cưới cần phải có phần mềm quản lý để quản lý sản phẩm tồn kho thông tin khách hàng doanh thu cửa hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ. 4. Kinh doanh trang trí tiệc cưới. Với công việc kinh doanh trang trí tiệc cưới này, đòi hỏi bạn là người khéo léo, có óc thẩm mỹ tốt để trang trí đám hỏi, đám cưới làm sao cho thật đẹp mắt ấn tượng theo đúng ý của cô dâu chú rể đưa ra từ màu sắc cho đến hình thức. Bạn cần tìm các mối quen để lấy hoa tươi, thuê phong bạc. Để có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng. 5. Dịch vụ quay phim chụp ảnh đám hỏi, đám cưới bạn đã từng học qua về một khóa chụp ảnh và biết chỉnh sửa Photoshop thì đây sẽ là ý tưởng rất tuyệt vời. Bạn chỉ cần đầu tư một chiếc máy ảnh có chất lượng tốt, kết hợp với kỹ thuật chụp đẹp có thể kiếm được một khoản thù lao không hề nhỏ vừa tốn ít thời gian, mà lại dễ dàng chủ động trong công việc. Nhằm tăng sự thu hút khách hàng bạn phải làm sao sáng tạo nhiều ý tưởng chụp đẹp, khoảnh khắc chụp ấn tượng cho cô dấu, chú rể. 6. MC cho đám cưới đây hiện đang là nghề rất hot, vừa không phải bỏ vốn ra để đầu tư mà lại thu về lợi nhuận khá cao. Tuy nhiên để làm được MC đám cưới đòi hỏi bạn phải là người có khú hài hước. Khả năng tự tin thuyết trình trước đám đông thật ấn tượng, cũng như tạo được một số tình tiết thú vị trong đám cưới. 7. Thợ trang điểm cô dâu Trang điểm cô dâu là một trong những hình thức kinh doanh dịch vụ cưới hỏi rất được ưa chuộng hiện nay. Trong đám cưới chắc chắn không thể thiếu thợ trang điểm được, Nhất là cô dâu làm sao thật xinh đẹp, lộng lẫy và đương nhiên họ sẽ không hề tiếc tiền để chi cho thợ trang điểm Với hình thức kinh doanh này đòi hỏi bạn là người khéo léo, được đào tạo qua lớp trang điểm bài bản, trang điểm sao cho cô dâu thật xinh đẹp, nổi bật 8. Dịch vụ kinh doanh nghỉ tuần trang mật Xã hội ngày càng phát triển, đời sống đi lên sau mỗi đám cưới vợ chồng trẻ nào cũng đều có nhu cầu đi nghỉ tuần trang mật Vậy nên cung cấp dịch vụ này vài năm trở lại đây đang có sức hút rất lớn. Bạn hãy đưa ra bản kế hoạch cũng như những điểm nghỉ tuần trăng mật lý tưởng, cũng như hoạt động đặc sắc diễn ra, đặt vé máy bay, nơi nghỉ dưỡng, làm sao cho đôi vợ chồng thấy thật thoải mái, họ sẽ không hề tiếc tiền chi ra cho kỳ nghỉ này. 9. Dịch vụ cho thuê xe hoa, xe đón dâu Theo một số người có kinh nghiệm mở cho thuê dịch vụ cưới, thì cho thuê xe hoa, xe đón dâu là một hình thức kinh doanh rất hiệu quả đem lại lợi nhuận khá cao. Nếu gia đình bạn có sẵn xe ô tô thì bạn có thể tận dụng để kinh doanh dịch vụ này. Bạn có thể cho thuê xe trang trí hoặc chưa trang trí, có người lái hoặc không người lái theo nhu cầu của mỗi khách hàng. Thời gian thuê không dài nhưng cũng kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá. 10, kinh doanh tiệc cưới với dịch vụ nấu cổ cưới. Bạn là người khéo tay có thể nấu được những món ăn ngon cầu kỳ thì kinh doanh tiệc cưới với hình thức nấu cổ cưới này sẽ rất phù hợp với bạn. Tuy nhiên, nấu cổ cưới cần ngoài yếu tố ngon ra thì cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn cần tìm được nguồn nguyên liệu sạch, đảm bảo chất lượng thì khách hàng sẽ rất tin tưởng vào dịch vụ của bạn. Theo kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ cưới hỏi của nhiều người, hiện nay rất nhiều gia đình đang tìm kiếm dịch vụ nấu cổ cưới này đảm bảo tiền công nhận được không hề ít chút nào so với công sức bạn bỏ ra